Hello, xin chào tất cả bà con đang xem kênh Thuốc Ví Việt Nam ngày hôm nay. Kênh Thuốc Ví Việt Nam rất là vui khi được bà con trong nước và ngoài nước sử dụng cái sản phẩm những loại cái củ ngải của tôi trong thời gian qua. Thì ngày hôm nay kênh Thuốc Ví Việt Nam làm một cái chủ đề video về cái ngải, nhưng mà cái loại ngải này không dành cho con người nha bà con ha. Ngải này là dành cho con gà, mà cụ thể là con gà đá. Và sẵn đây tôi cũng có cái vật mẫu để mà trình bày cho bà con xem. Bà con ha. Nè, bà con xem nè. Cái ngải này không phải là màu đỏ đâu. Mà là khi nghiền thành bột đó, cái chỗ mà người ta cung cấp cái loại ngải này á, thì người ta đã nghiền sẵn thành bột rồi. Bà con tuyệt đối là không dùng ngải này để mà nấu xôi nha bà con. Nguy hiểm nha. Ngải này là chỉ dùng để sử dụng ở bên ngoài da thôi. Và cái công dụng của loại ngải này á, là giúp cho con gà của chúng ta nó có màu đẹp. Bà con thấy mọi người, người ta nuôi gà đá không ạ? Thịt lúc nào cũng săn chắc đỏ ha bà con ha. Thì cái công dụng của loại ngải này đó là dành cho cái con gà đá. Gà đá là khi bà con sử dụng để mà nuôi dưỡng gà thì khoảng một tháng á, là da của con gà nó sẽ dày lên và nó rất là săn chắc, và nó kiểu như là da nó dày như một cái áo giáp vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái nói về cái áo giáp á, thì nó cũng hơi lố ấy bà con ha, tại vì cái cựa gà là nó rất là bén bà con ha. Thì tôi nói như vậy thì những bà con đã từng nuôi gà đá thì đã hiểu rồi bà con ha. Thì xung quanh quê của tôi đây thì cũng có một số người ta sử dụng cái loại ngải này, và trong đó cũng có một số người ta sử dụng nghệ cái củ nghệ vàng mình á. Nhưng mà tôi thấy cái nghệ vàng nó không hiệu quả đâu, sử dụng để cho có thôi, tại vì cái nghệ vàng nó không có chức năng để mà dưỡng da cho con gà nó màu da nó đẹp đâu. Cái ngải này là mới đúng cái loại mà để mà dưỡng da cho con gà, da nó đẹp, da nó nhìn rất là đỏ hay bà con ha. Khi mà bà con nuôi gà, bà con sử dụng loại này tôi đảm bảo da gà của bà con là đỏ lắm, nhìn rất là đẹp hay bà con ha. Rồi đối với loại cái ngải này, bà con khi sử dụng là bà con trộn chung với dầu dừa hay bà con ha. Bà con lấy một muỗng cà phê thôi, rót dầu dừa khoảng nửa ly rượu mình đó, nửa ly mà quý khán giả sử dụng để uống rượu á, thì rót vào nửa ly thôi, và pha cái ngải này vào hay bà con ha. Khi vào trộn đều hết là nó ra màu đỏ ha bà con ha. Thì sau đó là bà con lấy cái tấm khăn, bà con nhúng vào cái ly mà chứa cái loại bột ngải này nè. Sau đó bà con thoa lên cơ thể con gà ha bà con ha, bao gồm mặt, mũi, lưng hay là cánh hay là ngực hay là ức vậy đấy. Thì nó sẽ giúp cho cái con gà của quý khán giả là nó có một cái cơ thể săn chắc, và cái có lại, và nó sẽ có một cái màu sắc nó rất là tuyệt hảo. Ở đây tôi dùng cái từ tuyệt hảo thì bà con cũng hình tượng được hay bà con ha. Thì đối với cái ngải này á, thì ngày xưa là người ta sử dụng để mà chơi mà đá gà rất là nhiều. Nhưng mà thời bây giờ tôi khuyên bà con nuôi để dành bán gà thịt thôi, không nên đá gà, tại vì cái môn đó là nhà nước bây giờ đã đang cấm rồi nha bà con ha. Giờ thực hành sử dụng cái loại này để nuôi bán gà thịt thôi. Thì đối với cái gà thịt đó, thì sử dụng cái loại này là nó thịt nó da nó cũng săn chắc lắm, nhìn rất là đẹp, kiểu như là đẹp mã đó bà con. Cái con gà đá ngày xưa người ta gọi là cái con chiến kê ha bà con ha. Chiến kê là gà đó, là cái tiếng Hán á,
hán huyệt á, chiến kỳ. Sử dụng cái này á là rất là tốt cho cái con chiến kỳ hay bà con ha. Và có một cái loại ngải nữa, trước khi quý khán giả là đem cái con gà đi thi đấu, thi đấu ở đây là chuẩn bị đá nhau đấy, là người ta dùng một cái loại ngải kia nữa, nhưng mà cái ngải kia rất là ngứa bà con nghe. Cảnh báo trước nha, tôi cũng có một cái loại ngải đó nhưng mà nó ngứa lắm, nó ngứa nhưng mà nó không ngứa lắm hay bà con ha, nó không phải là khoai môn đâu, bà con đừng có nghĩ là đem khoai môn vào, nó không phải, nó là một cái loại ngải mà nó có củ nhưng nó ngứa. Khi trộn dầu dừa xong, ngải đó nó không phải là màu này đâu mà là nó màu nhợt nhạt lắm hay bà con ha. Là khi bà con chuẩn bị đem gà đi mà chiến đấu á, kiểu như tôi nói là chiến đấu là khoảng là 15 phút, thì bà con dùng cái loại ngải đó, giả nhuyễn trộn với dầu dừa xong bà con thoa lên mặt con gà, rồi thoa toàn bộ cơ thể luôn, là nó ngứa. Ngứa xong người da của con gà là nó sẽ nổi cục cộm lên á, kiểu như da của con cóc đấy. Lúc đó là con gà nó rất là hăng, hăng bà con ha, và nó không còn nhút nhát nữa. Từ một cái con gà nhút nhát, bà con sử dụng cái loại ngải đó là tôi đảm bảo cho bà con á là nó hung dữ lắm đó. Hung dữ lắm, tôi nói cái từ hung dữ rồi bà con trong miền Nam hiểu rồi, hung dữ lắm. Là thả xong là nó đá bụp đó bà con. Là cái loại ngải đó là nó là như vậy. Rồi nó, cái loại ngải đó là nó ngứa như vậy. Rồi nó có cái tác dụng thứ hai nữa là giúp cho cái da của con gà nó dày lên. Nó dày kiểu như da con cóc mà nó nổi cục đó. Thì bà con từng thấy cái con gà lôi chưa? Gà lôi là cái chỗ mà dưới hầu của nó đó, là nó có một làn da thòng vậy đó, đỏ vậy đó. Thì cái con gà chúng ta sử dụng cái loại ngải ngứa xong là khoảng 15 phút sau nó nổi y gan cục y gan giống như vậy đấy. Là khi mà cái cửa sắt đâm vào á, thì đâm á, thì nó da của nó là, ví dụ như da nó là nó mỏng ở mức độ này, sau khi sử dụng là nó dày ở mức độ này và nó trơn nữa, đâm cũng chưa chắc vì lủng đâu, khó lủng lắm, trừ khi là hiểm lắm, đòn hiểm lắm nó mới lủng được. Tại vì cái dầu dừa mình sử dụng á, là kết hợp với cái ngải ngứa là nó đâm vào, nhằm khi đâm vào nó không đúng nha là nó sẽ trượt qua một bên đó. Tại vì da nó đã dày rồi, người kèm theo là cái ngải nó lên cục như vậy, rồi cái con gà nó sung nữa, nó sung nó hung dữ lắm, là đâm nhằm khi cái cửa gà nó đâm nó bị lệch như vậy đó bà con ha. Đó rồi, bây giờ tôi nghe cái khách gọi điện một chút xíu thì bà con ha. Rồi alo nghe ạ. Rồi thì tôi cũng đã nghe điện thoại xong và cũng đã trình bày xong về cái loại ngải mà dành cho gà đá. Thì hy vọng bà con nuôi gà đá cứ áp dụng thử coi giống như cái lời tôi nói không nha bà con ha. Thì một loại á, là ngải á, là dùng để mà săn sóc con gà. Và một loại ngải thứ hai nữa là dùng mà lúc mà con gà nó chuẩn bị đi chiến đấu, là nó sẽ có hai loại ha bà con ha. Đó, giải thích như vậy là bà con đã nắm rõ bà con ha. Còn cái loại kia tôi không có vật mẫu nên tôi không có trình bày, bây giờ tôi chỉ trình bày cái loại mà để mà dùng để mà săn sóc con gà thôi ha bà con ha, kiểu như là nuôi dưỡng á. Còn cái loại kia là cái là dùng trong cái chiến đấu ha bà con ha. Đó rồi, bây giờ video đến đây cũng đủ dài. Cũng rất mong quý khán giả đăng ký ủng hộ kênh, bấm like chia sẻ cho mọi người, đặc biệt là quý bà con đang trị bệnh ung thư hay bà con ha. Và cũng xin hẹn gặp lại bà con ở những video sau.